Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan vụ bắt cóc nữ sinh viên Đại học Trà Vinh để đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc. Đặc biệt là trong những người liên quan thì có một cựu công an đã ra khỏi ngành do nợ nần và chính người này đã thực hiện bắt cóc đòi tiền chuộc là 5 tỷ đồng. Theo cảnh sát, hai nghi phạm chính trong vụ án đã bị bắt giữ là Nguyễn Quốc Toàn, 28 tuổi, ngụ tại thành phố Cần Thơ và Nguyễn Trí Tâm, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Hai người này trực tiếp bắt cóc, đe dọa nữ sinh cũng như gia đình nạn nhân. Toàn từng công tác tại công an huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Do nợ nần, Toàn đã xin ra khỏi ngành. Cảnh sát nhận định Toàn giữ vai trò chính, cầm đầu vụ bắt cóc nữ sinh. Trước đó vào ngày 13 tháng 1, công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo có một vụ bắt cóc xảy ra tại quán cà phê gần trường đại học Trà Vinh. Các đối tượng bắt giữ một nữ sinh viên, đưa lên ô tô 4 chỗ chạy về hướng huyện Càng Long. Các đối tượng ra tay manh động và liều lĩnh, khả năng không phải người địa phương. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và các mối quan hệ, cảnh sát xác định người bị bắt cóc là nữ sinh 21 tuổi, sinh viên trường đại học Trà Vinh.